Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Phương Quyền, người tác giả mà gần đây thôi Huy đã đem đến cho quý thính giả một truyện ngắn có tựa đề là Đừng Đạp Mộ Hoang, mới mấy ngày trước đây thôi. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe thì chúng ta có thể tìm nghe lại, một tập truyện ngắn dân gian rất là hay. Và ngày hôm nay cũng là một tập truyện ngắn dân gian như vậy của Vương Quyền, có tựa đề là Đêm Tảo Mộ. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tảo mộ là một trong những nét văn hóa rất đặc trưng của người Việt vào những ngày giáp Tết. Tục lệ này thể hiện lòng hiếu thảo, thể hiện sự kính trọng của con cháu đối với tổ tiên, các đấng sinh thành và những người đã khuất. Hiểu một cách đơn giản thì tảo mộ chính là hoạt động dọn dẹp cỏ dại, sửa sang, quét dọn lại phần mộ của những người thân đã mất trong gia đình trước khi Tết đến xuân về. Tục tảo mộ không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với các bậc bề trên, mà đây còn là một dịp để cho gia đình quây quần ôn lại kỷ niệm, đồng thời nhắc nhở nhau phải ghi nhớ công ơn tổ tiên ông bà. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người lại xem nhẹ việc chăm sóc phần mộ của tổ tiên, coi nó chỉ là cái hình thức bên ngoài, mà không biết rằng mình vô tình đã phạm phải những điều cấm kỵ, xúc phạm đến dòng họ của mình, đến tổ tiên của mình. Và chính vì điều đó khiến cho gia đình ngày càng lụng bại, tứ tán, con cháu bị vạ lây, gây ảnh hưởng tới tính mạng. Câu chuyện tôi sắp kể ra sau đây xảy ra vào giữa thời cuộc Pháp thuộc tại một làng quê miền Tây. Câu chuyện diễn ra như thế nào? Mời tất cả mọi người cùng theo dõi. Tại Tổng Hòa Đồng Trung thuộc tỉnh Gò Công năm 1943, trong một ngôi nhà cổ kính, rộng lớn, tường bao quanh của ông Định, gia đình ông Định vốn ba đời làm quan cho triều đình nhà Huế, nhưng đến đời của cha ông thì không có thực tài, chỉ biết dựa hơi ông bà mà làm những điều tác quái, nên gia đình thoái quan di dân, an phận mà thụ hưởng những phần đất đai ruộng vườn do ông bà để lại. Cuộc sống trong gia đình đang diễn ra như một dòng nước êm trôi, thì bỗng dưng sau ngày đi tảo mộ dòng họ tổ tiên dịp giáp Tết, trong nhà ông Định liên tiếp xảy ra những chuyện tâm linh ma quái. Đầu tiên là bà vợ hai của ông, tên là Hường, gặp chuyện. Một buổi tối trời, bà Hường đi chợ tỉnh về trễ, do không bắt được phu xe. Bà đợi miết tới khi có người phu xe chịu kéo cho bà, thì trên con đường làng đã vắng bóng người qua lại, chỉ còn duy nhất bà và người phu đang ra sức kéo xe đi. Đang chạy trên đường, ngang qua những mảnh ruộng đồng hoang vắng đang đắm chìm vào trong màn đêm, bà Hường bất chợt thấy ở giữa cánh đồng có bóng của một người. Cái bóng ở phía xa xa cứ đen đen lùm, nhìn không rõ được là đàn ông hay đàn bà, cũng không rõ được mặt. Cái bóng đó đang lả lướt đi trên ruộng, miệng phát ra tiếng cười lanh lảnh vang khắp cánh đồng, hai tay thì quờ quạng đưa lên trời, trông thật là dị hợm. Thoáng gương mặt có chút hoang mang, bà Hường liền quay mặt đi, không muốn nhìn thấy nữa. Khi xe đi ngang qua một đoạn xa, bà mới dám quay đầu lại nhìn, thì cảnh tượng trước mắt khiến cho bà vô cùng hoảng sợ. Bà la toáng lên, té bổ nhào va vào người anh phu xe đang ở phía trước. Bà hoảng sợ như vậy là vì khi vừa quay lại nhìn, bà thấy cái bóng đen lúc nãy bây giờ mới lộ rõ nhân dáng ghê rợn của nó. Dưới ánh trăng mờ sôi sáng, một người đàn ông quần áo rách rưới, bị cụt một tay, gương mặt xanh xao cùng với đôi mắt đỏ ngầu như phát sáng trong đêm, miệng gầm gừ đưa cái tay cụt ra muốn lướt nhanh tới chỗ của bà. Bị té đau bất ngờ, anh phu loạng choạng ngồi dậy rồi bước nhanh tới đỡ bà Hường.
Trên người bà bây giờ cái áo bị rách một đường ở cánh tay, cười thì bị xây xát vài chỗ đi, có chút rướm máu ra. Nhưng vì bà quá hoảng loạn cho nên quên mất mình đang bị thương. Vừa được anh phu xe đỡ lên, theo phản xạ bà liền quay đầu lại nhìn, thì không còn thấy người đó đâu nữa. Bà thở hổn hển đưa tay lên ngực, ngồi xuống hai cái càng xe. Lúc này anh phu mới để ý tới sắc mặt của bà, liền cất tiếng hỏi. Dạ thưa bà không sao chứ? Chàng ơi, máu trên tay của bà chảy ra quá trời kìa. Bà đợi con lát. Nói đoạn, anh phu xe lấy túi vải ra, bột ở bên hông thấm máu cho bà Hường. Thấy vết máu bớt chảy đi, anh mới tò mò hỏi. Dạ bà ơi, mới nãy có chuyện gì mà bà sợ dữ vậy? Có phải là bà thấy ma không? Con nghe tía má kể lại cái chỗ này hồi xưa lính của ông Định chết nhiều lắm, rồi từ đó không có ai dám đi ngang qua đây vô ban đêm hết đó bà. Hồi nãy bà kêu con kéo xe, con còn ngập ngừng là bởi tại vậy đó. Con cũng ớn lắm, nhưng mà cả ngày nay ế quá cho nên liều luôn. Bà Hường nghe vậy thì bất giác nổi gai ốc, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh dè chừng. Quanh đây bây giờ chỉ toàn là một màu đen đặc, tiếng côn trùng ngoài đồng kêu lên trả trích, càng làm tăng thêm cái vẻ lạnh lẽo đang bao phủ lấy toàn thân của bà. Thôi thôi, đi khỏi đây lẹ đi bay, ở đây tao thấy sợ quá, thôi đi nhanh lên. Anh phu xe mau mắn dựng hai cái càng xe xuống cho bà bước lên, rồi cũng nhanh chóng kéo đi. Một lát sau thì xe về tới cổng. Vừa bước xuống xe đương trả tiền thì bên trong cánh cửa nhà vội mở ra. Bà Hường quay lại thì thấy đó là con Nhàn, người giúp việc trong gia đình của bà. Thấy bà quay về mà trên mình lấm lem đất cát, lại còn trầy xước khắp tay, con Nhàn lo lắng định hỏi, nhưng chợt nó suy nghĩ lại rồi nhanh nhẩu nói. Bà ơi, mau vào đi, ông đang chờ bà trong nhà đó. Bà Hường đi nhanh vô nhà thì ngạc nhiên khi thấy cả gia đình đã có mặt đông đủ. Ông Định lúc này ngồi chiếm chệ trên bộ ghế gỗ chạm trổ hình con trồng có hoa văn cầu kỳ, tay xe xe cái điếu cậy định đưa lên miệng hút, thì thấy vợ quay về người toàn đất cát. Ông ngơ ngác đứng lên hỏi. Ủa, bà đi đâu mà người ngợm lấm lem bùn đất như vậy? Bà gặp phải cướp hay sao vậy? Bà Hường định lên tiếng trả lời thì bên cạnh có đứa con trai chạy lại hỏi thăm. Đó là Luận, con trai của bà. Luận năm nay 19 tuổi. Năm ngoái thì lấy bằng thành trung xong thì nghỉ không học lên nữa mà ở nhà. Nó được ông Định cho mấy cái mảnh ruộng để quản lý tá điền đang làm việc cho nhà của ông. Bà Hường lúc này ôm cái tay đau, nghe thằng con hỏi thì cũng đáp. Không, má không sao đâu. Bà quay lại ông Định trả lời câu ông hỏi, nhưng cố che giấu đi cái sự việc bà gặp ma vừa rồi. Vì bà biết tính chồng mình chúa ghét những chuyện ma quỷ nhảm nhí, nếu chẳng may nói ra, không bị chửi thì cũng bị ông gạt phăng rồi đuổi ra ngoài. Ông Định cũng gật đầu không nói gì nữa. Những thành viên trong gia đình còn lại, bao gồm ông, bà vợ cả với một đứa con trai, một cô con gái con của bà cả, và cuối cùng là Luận, con trai bà Hương, tất cả đều không ai hỏi han gì. Ông Định năm nay gần 50, tính tình ông nóng nảy, không sợ bất kỳ ai trong cái tổng này ngoại trừ cha của mình. Nhưng cha ông đã mất cách đây 3 tháng không rõ nguyên do. Chỉ biết đốc tờ kết luận rằng ông cụ bị đột quỵ mà chết đi. Dân gian thường hay gọi là trúng gió, bị giật méo miệng mà chết. Từ ngày ông già qua đời, ông Định đường đường chính chính thừa hưởng cái cơ ngơi mà ông để lại. Mà đáng lý ra, một phần tài sản này là của ông Hoành, em trai của cha ông. Nhiều năm về trước, tuy vẫn còn trẻ, nhưng vì lòng tham mà ông Định không ngần ngại bỏ thuốc độc giết chết chú ruột của mình. Riêng vợ con của ông Hoành
thì bị ông tìm cớ khép vào tội làm loạn chống pháp mà bắt giam vào ngục tối. Thiếm ông vì quá uất ức nên cùng với đứa con tự sát bằng cách cắn lưỡi chết trong nhà giam. Từ đó trong dòng họ không ai còn có thể tranh giành tài sản với ông Định nữa. Tuy vậy, để thể hiện mình là vẫn niềm tình máu mủ, nên sau khi hại chết gia đình của ông Hoành, ông Định cho lập bia mộ của ba người ở ngay trong mộ phần của gia tộc mình, nằm trên mảnh đất rộng lớn nhất ở cái tổng này. Sau khi chiếm hết gia sản về tay, năm sau ông Định cưới bà cả, bà tên Sanh, tiểu thư của con ông bà Phú Hậu Tổng ở bên cạnh. Đám cưới của hai người diễn ra linh đình bao nhiêu, gồm rất nhiều quan lớn từ huyện cho tới tỉnh. Ngoài ra còn có các quan ba người Pháp cũng tham dự. Thời gian sau bà Sanh sinh cho ông một trai một gái. Cả hai đứa con tính cách có phần gian ác, giống y như cha mẹ của tụi nó. Chỉ có điều bà Sanh gương mặt đẹp bao nhiêu thì đứa con gái tên là Trẹo thì lại xấu xí bấy nhiêu, dáng người như cái que củi, mày rậm, mắt lương, miệng hô lồi cả hàm ra bên ngoài, giọng nói ngọng nghẹo nghe ngứa cả lỗ tai. Đến khi Trẹo lớn lên, cái tính đanh đá xem thường người khác vẫn không đổi thay. Đám trai làng của cái tổng này, mỗi khi gặp nó ở ngoài đường thì mạnh ai nấy bỏ chạy như gặp ma vậy. Nó tức lắm nhưng không làm gì được. Từ đó nó hay tru trú ở trong nhà. Những khi có việc quan trọng liên quan tới gia đình, nó mới miễn cưỡng ló mặt ra ngoài. Còn thằng con trai tên Đỡm, nhỏ hơn con Trẹo có mấy tuổi thôi, và tính cách của nó thì có phần nham hiểm, không khác gì người lớn trong nhà. Trong một lần nó ra chơi trượt bắt ở gần bờ sông cùng với đám nhóc trong làng, không hiểu vì lý do gì mà khi đó nó đẩy một cái làm cho một đứa nhỏ tuổi hơn nó rơi xuống sông, trợ mặt cho đứa nhỏ đó đang bị dòng nước cuốn trôi giữa dòng, miệng ú ớ kêu lên cầu cứu. Lúc đó đang là giữa trưa, mọi người làm việc ở ngoài ruộng cho nên không ai hay biết. Thằng Đổm cứ đứng đó nhìn đứa nhỏ kia vẫy vùng trong tuyệt vọng mà không làm gì hết. Cuối cùng nó chìm hẳn đi, chết luôn ở dưới sông. Thấy đứa kia đã chìm hẳn, thằng Đổm nghênh ngang bước lại chỗ mấy đứa còn lại, rồi thằng hắn nói: "Lần sau tụi bay mà không nghe lời tao á, tao đẩy tụi bay xuống sông luôn đó nghe chưa?" Dứt lời, nó gọi cho hai đứa trong nhóm làm cái kiệu khiêng nó về nhà. Mấy đứa kia bản tính giống ngây thơ hiền lành, nhút nhát nữa, nên cũng nghe theo. Sau khi đưa nó về rồi, nó liền móc trong túi ra mấy đồng xu lẻ quăng cho tụi kia, xem như là tiền công làm cái kiệu cho nó ngồi. Trở lại với thực tại, ở dưới nhà, sau khi được con Nhàn băng bó vết thương xong, bà Hường liền nhanh chân quay lên nhà trước. Không biết hôm nay ông Định có chuyện gì mà hội họp gia đình đông đủ như thế kia. Bà Hường nghĩ chỉ đơn giản chắc rằng có lẽ cũng vì cái chuyện miếng đất phát mà chồng bà đã dùng tiền bạc cũng như quyền thế quen biết với các ông quan ba mà cướp được từ tay gia đình ông bá, giống là một điền chủ nhỏ ở trong tổng này luôn. Bà nhớ cách đây lâu lắm, từ khi bà lấy ông Đình được độ một năm thì ông có mời một ông thầy phong thủy ở tận Lạng Sơn vậy. Nghe nói ông thầy này xem tướng số, xem đất, làm bùa giỏi lắm. Vậy nên ông Đình cố tình mời về để xem mộ phần phong thủy cho nhà mình. Sở dĩ ông Đình muốn ông thầy xem mộ phần tổ tiên là vì ông muốn các con mình sau này sẽ làm nên danh phận, có chức tước cho nở mặt nở mày với người ta. Riêng ông thì không ham lắm, với mấy quan tước bổng lộc, ông chỉ cần một phú gia giàu sang là đủ rồi. Ngày đó ông Định tiếp đón ông thầy nồng hậu lắm. Vừa tới nơi, ông liền mời vào trong nhà nghỉ ngơi, dùng cơm. Sau khi ăn uống xong, ông Định nôn nóng muốn mời ông thầy cùng mình ra xem phần mộ tổ tiên, nhưng bị ông thầy ngăn lại, hẹn sáng hôm sau mới có thể xem cho rõ được.
Vì theo lời thầy nói, xem đất vào ban đêm là một điều kiêng kỵ trong giới phong thủy. Đêm tối khí âm rất thịnh, khí dương sẽ suy, ảnh hưởng tới khả năng quan sát cũng như phán đoán của các thầy. Nếu chẳng may phải miễn cưỡng mà mắc sai lầm thì rất nguy hiểm, không chỉ cho gia chủ mà ngay cả cho người thầy xem cũng bị vạ lây. Ông Định nghe vậy thì cũng đồng ý, sáng ngày hôm sau sẽ cùng ra xem thế đất. Ngày hôm sau, ông Định cùng hai bà vợ của mình theo ông thầy ra khu đất mộ phần của tổ tiên. Trên tay thầy cầm một cái la bàn, kinh đi xung quanh qua từng khu mộ bên trong. Phải nói là dòng họ nhà ông Định nhiều lắm, chắc không phải tới mấy chục ngôi mộ lớn nhỏ các kiểu. Vì bây giờ là buổi sáng, nhưng dưới những tán cây rộng lớn cổ thụ luôn trợp bóng mát quanh năm, khiến cho ánh nắng không thể nào chiếu xuyên qua được, càng làm cho khu mộ phần của dòng họ nhà ông lúc nào cũng được một vẻ âm u đến độ trần trận. Khi quan sát một lúc lâu với con mắt sắc bén của mình, ông thầy liền chăm chú nhìn vào ba ngôi mộ đất nằm trơ trọi đã phủ kín rêu xanh, có mộc tùm che lấp đi những dòng chữ trên bia. Đoạn nhìn sang ông Định rồi giờ thắc mắc chỉ tay vô đó hỏi: "Ờ, ông Định à, xin cho phép tôi được hỏi bộ phận này là của ai vậy? Có phải người trong dòng họ của ông không?" Ông Định cùng hai bà vợ nhìn theo tay của thầy chỉ. Hai bà kia thì lắc đầu không biết, vì những dòng chữ trên bia mộ đã nhòe đi. Nhưng riêng ông Định thì sắc mặt có chút thay đổi, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười đáp: "À, đó là mấy cái mộ quan lâu năm nằm trong khu đất này thôi. Tôi cũng tính nhờ thầy xem mà phải giải quyết như thế nào đây nè. Ờ, mà có chuyện gì sao thầy?" Ông thầy không vội trả lời, mà đi tới gần ba ngôi mộ quan sát một lúc, rồi mới quay đầu nhìn khắp khu đất thêm một lượt nữa. Khi này sắc mặt của ông chợt nhíu lại, như đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Đột nhiên ông quay sang ông Định mà nói: "Ờ, thưa ông, có chuyện này không biết có tiện nói ra hay không. Chỉ có điều là..." Ông thầy chợt khựng lại. Vợ chồng ông Định sốt ruột lắm, không biết thầy muốn nói điều chi. Ông Định lo lắng bèn hỏi ngay: "Ờ, có chuyện gì thầy cứ nói thẳng ra đi, đừng có ngại gì hết. Tôi mời thầy về đây là để giúp cho gia đình tôi mà, thầy cứ việc nói." "À, được rồi, vậy thì tôi xin phép nói thẳng. Gia đình ông 3 năm sau hãy cải táng ba ngôi mộ này, đưa vào chùa để cho sư thầy có thể ngày ngày tụng kinh siêu độ. Theo tôi quan sát thì từ lúc đặt chân vô phần đất nhà ông đó, tôi thấy đất tổ tiên nhà ông âm khí nhiều lắm, không có đơn giản đâu. Ban đầu tôi nghĩ là âm khí từ bên ngoài đi vô, nhưng mà sau khi tôi xem xét tổng thể thì tôi khẳng định âm khí đó là từ ba ngôi mộ này mà ra. Bây giờ chúng ta chỉ có thể trấn yểm chúng lại, vì từ đây cho tới 3 năm sau đều là một khoảng thời gian xấu, không có thích hợp cho cái việc cải táng. Phải qua 3 năm thì nhất định ta mới làm được. Nếu không thì gia đình của ông sẽ gặp họa, nguy hiểm tới nhân mạng. Riêng khu đất này nè, tôi nghĩ là ông nên di dời hết mộ phần dòng họ qua một khu đất khác đi. Đất này đã bị phế rồi, không thể thờ tự được nữa đâu." Vợ chồng ông Định từ đầu tới cuối nghe ông thầy giải thích thì gương mặt ai nấy cũng lộ vẻ hoang mang lo lắng. Nghe ông thầy nói phải di dời hết phần mộ tổ tiên, ông Định có chút ngao ngán, vì mấy chục ngôi mộ đâu phải nói dời là dời được, cần tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc, chưa kể phải có đóng mộc cho phép của quan địa phương mới có thể tiến hành. Ông Định bày tỏ cái suy nghĩ ấy cho ông thầy biết, nhưng ông chỉ nhận được cái lắc đầu. Chợt ông thầy lại cất tiếng: "Tôi nói rồi, đất này của dòng họ ông đã bị phế,
tôi thấy được tất cả ngôi mộ trong gia tộc đều đã nhiễm âm khí. Nếu ông không mau chóng di dời đi, hậu quả sẽ khó nói lắm đó. Riêng cái nhà ông đang ở thì vẫn ở được, nhưng gia đình phải thường xuyên đi chùa phát tâm cúng dường, thi ân bố đức giúp cho người nghèo, thì mai ra giúp cho nhà ông phần nào tránh được cái dần số đó, con cháu sau này cũng được sống yên ổn. Đó là những gì mà cần nói tôi đã nói hết. Tin hay không là tùy ở ông thôi. Tới đây thì ông Định biết không còn cách nào khác, đành phải nghe theo ông thầy và nhờ ông tìm cho gia đình mình một khu đất phát để cho ông có thể di dời mộ của tổ tiên. Ông thầy đồng ý. Rồi ông Định dặn hai bà vợ của mình ở lại nhà chờ ông quay về. Còn ông thì gọi xe kéo đưa hai người đi khắp tổng để tìm được một khu đất có long mạch tốt. Đến quá trưa, cả hai vẫn không thấy có miếng đất nào phù hợp, nên đành lủi thủi quay về. Nhưng khi tới một đoạn gần khúc sông, bên cạnh là một khu đất cây cỏ xanh tươi tốt. Ông thầy chợt kêu phu xe đứng lại, rồi bước xuống chăm chú nhìn vào bên trong. Ông Định cũng thắc mắc vội bước xuống xe, tiến tới phía sau lưng mà nghiêng đầu nhìn vô. Lúc nãy ông thầy mới quay lại, chỉ tay về phía khu đất rồi nói: "Nè, ông có biết khu đất đó là của ai không?" "À, đó là đất của ông bá đó, cũng là một điền chủ trong cái tổng này. Mà thầy thấy miếng đất đó có gì hay sao?" "Ông coi, mặt đất bằng phẳng, không có nhúm dạng, cây cỏ lại mọc xanh tươi tốt như vậy. Rõ ràng là một mảnh đất tốt để hợp tán cũng như xây nhà đó. Chỉ tiếc là đất có chủ rồi. Mà thôi, cũng trễ rồi, bữa nay tôi xem tới đây thôi. Ngày mai tôi với ông qua làng bên cạnh tìm một miếng đất khác vậy." Dứt lời, ông thầy bước lên xe ngồi rồi quay về. Chuyện ông Định từ khi nghe ông thầy nói đó là một miếng đất tốt, thì trong đầu của ông ta bỗng nảy ra một ý định âm hiểm và quyết định phải chiếm cho được cái miếng đất đó về cho gia đình mình. Trở về nhà, ông Định sau khi mời ông thầy dùng cơm nghỉ ngơi, đến tối đó ông âm thầm cho người viết một bức thư phản loạn, nói rõ gia đình ông bá là kẻ chủ mưu thông đồng với địch chống lại đại pháp. Rồi ngay nửa đêm cho người lẻn vào trong nhà ông bá và để bức thư oan nghiệt đó vào trong phòng của ông. Sáng hôm sau, ông Định lại cho người đem tiền bạc đút lót cho các quan ba, rồi tố cáo ông bá thông đồng. Thế là ngay ngày hôm ấy, gia đình ông bá đang yên đang lành, bỗng gánh một tai họa từ trên trời ập xuống. Dù có cố thanh minh như thế nào, nhưng chứng cớ lại nằm trong phòng của ông, khiến cho ông bá không tài nào biện hộ được. Quá quốc ức, ngay lập tức ông bá đập đầu vào tường, chết ngay tại chỗ. Riêng vợ con của ông thì bị đại ra tận xứ Bắc xa xôi để phòng hậu hoạn. Kể từ đó, ông Định ngang nhiên chiếm trọn miếng đất có long mạch tốt của nhà ông bá về tay của mình, rồi nhờ thầy xem phong thủy, xem ngày lập đàn để ông có thể tiến hành di dời mộ phần của tổ tiên qua khu đất mới. Riêng ba ngôi mộ đất còn lại ở trong khu mộ nhà ông Định thì được ông thầy dùng bùa trấn yểm, đợi sau 3 năm ông sẽ quay trở lại để mà cải táng. Trước khi trở về Lạng Sơn, ông thầy kia được ông Định thưởng cho một số tiền rất hậu, nhưng ông thầy chỉ lấy đúng phần tiền công của mình. Còn những số tiền thưởng thêm ấy, ông khuyên ông Định nên phát tâm từ bi, đem bố thí cho người nghèo. Bởi ông thấy được vận số của nhà ông Định xấu lắm, nếu không tích âm đức thì ngày nghiệp quả ập tới với gia đình ông Định cũng không còn xa nữa. Nhưng rồi chỉ mới 2 năm, ba ngôi mộ đó vẫn chưa giải quyết xong, thì lần này cả gia đình ông lại phạm phải thêm một sai lầm, dẫn tới một cơn gia biến bất ngờ, khiến cho ông Định không tài nào lường trước được.
Ở trước nhà, ông Định vừa cầm ống điếu rít một hơi thì cũng vừa lúc bà Hường từ phía sau đi ra. Thấy vợ tới, ông liền kêu bà ngồi xuống ghế. Khi này cả gia đình có mặt đông đủ, ông mới dõng dạc nói: Ngày mai đó, cả gia đình theo tôi ra phần mộ dòng họ tổ tiên để tế bái thêm lần nữa, rồi bắt đầu di dời hết mộ qua khu đất mới để mà thờ tự. Ông quay sang nhìn bà vợ cả rồi nói tiếp: Bà, chuyện tôi nhờ bà tới đâu rồi? Bà có dặn kỹ người ta chưa? Di dời mộ phần phải gấp rút nhanh lên mới được, tôi không muốn kéo dài đâu đó nghe. Ông yên tâm đi, tôi dặn kỹ rồi. Ông thử nghĩ coi, ở đời này đâu có ai ngu mà chê tiền chứ. Với lại người ta nghe đến tên của ông, có ai dám làm trái ý. Ông cứ khéo lo. Nghe vợ nói vậy thì trong lòng ông Định cũng yên tâm phần nào. Sở dĩ ông muốn nhanh chóng dời mộ tổ tiên dòng họ qua khu đất mới là vì 3 ngày trước, trong một buổi chiều, ông đi ra khu nhà thờ tự của tổ tiên để thắp nhang như thường lệ. Vừa đặt bước chân vào, ông đã phải kinh hãi lao chạy ra, tay chân quờ quạng tứ tung, làm trớt đi cái lồng đèn. Bên trong có lọ đèn dầu rơi xuống đất, ngọn lửa lại cháy bùng lên, thiêu rụi cả cái lồng đèn. Ông Định chạy nhanh quá bất ngờ, chân dấp phải một cục đá giữa đường, làm cho ông ngã nhòi về phía trước. Hai khuỷu tay và đầu gối của ông bị chà xát xuống mặt đất chảy xước, từng giọt rỉ máu ra rất mau. Nhưng vì quá sợ, ông quên cả cơn đau, vội lồm cồm tiếp tục đứng dậy. Chạy tới cái lu nước ở sau bếp, ông mới dừng lại ngồi phịch xuống, miệng thở hổn hển như sắp đứt hơi. Lúc đó bà Sanh tình cờ đi ra sau bếp tìm con Nhàn để nhờ chút việc, nhưng nó đang dọn dẹp cái chuồng gà nên không biết chuyện gì vừa xảy ra. Bà Sanh vừa định cất tiếng gọi con Nhàn thì kinh ngạc thấy chồng đang ngồi bệt ở đó, lưng dựa vào lu nước. Bà vội vàng chạy nhanh lại, ngồi xuống hỏi: Ông ơi, ông sao vậy? Chàng ơi, người ngợm ông đất cát đầu tra quá vậy. Nè, tay ông chảy máu nữa kìa. Thôi ngồi yên đây đi, để tôi chạy vô nhà lấy thuốc băng lại cho nghe. Bà liền chạy nhanh đi lấy bông băng, rồi cùng con Nhàn dìu ông vô trong nhà. Lúc này bà mới để ý tới sắc mặt của chồng mình, mặt cắt không còn hột máu. Bà liền lo lắng hỏi: Ông bị sao vậy? Làm tôi sợ quá đó. Ông vừa gặp chuyện gì khủng khiếp lắm hay sao? Kể tôi nghe coi. Bà Sanh nói đúng, quả thật ông Định vừa gặp chuyện rất khủng khiếp. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời ông mới cảm thấy sợ hãi tới như vậy. Ông bảo con Nhàn đi ra ngoài. Khi còn lại hai vợ chồng, lúc này bà Sanh mới rót cho ông một ly trà. Ông cầm lên uống một hơi hết sạch, rồi thì thầm nói: Là ông ta, chính là ông ta đó bà. Sao ông lại hiện về được chứ? Là sao? Ai hiện về mới được? Không lẽ nhà mình có ma? Quỷ thần ơi, ông làm tôi nổi hết da gà rồi đây nè. Ông Định không thèm để ý đến thái độ sợ hãi của vợ. Ông liền lấm lét đưa mắt nhìn qua cửa sổ, hướng về khu nhà thờ tự, rồi chậm rãi mà nói tiếp: Bà thấy đó, có bao giờ tôi tin mấy cái chuyện ma quỷ nhảm nhí đâu. Chiều nào tôi cũng ra nhà thờ thắp nhang cho dòng họ mà đâu có thấy cái gì. Vậy mà hôm nay tôi thấy ổng hiện về bà ơi. Nhìn ổng ghê lắm, tôi tưởng là tôi đứng tìm chết luôn ở ngoài rồi đó chứ. Bà Sanh nghe đến đây vẫn không biết được cái người đàn ông mà chồng bà nói tới là ai. Bà chỉ nghĩ đơn giản là do vong hồn một người nào đó trong dòng họ vậy hiện ra mà thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng bà vẫn có cảm giác lạnh lạnh ở phía sau lưng. Bà nhích ghế ngồi sát lại người ông rồi thủ thỉ: Tôi nói cái này không phải, ông đừng có giận. Có khi nào ông bị quán gà không? Biết đâu trong đầu ông suy nghĩ nhiều quá rồi nhìn lầm thì sao? Không phải đâu, tôi cũng mong là mình quán gà thôi. Nhưng mà rõ ràng tôi thấy ổng thiệt mà. Lúc tôi vừa mới bước vô cửa
thì thấy ông đang đứng gục đầu, quay lưng về phía tôi. Nghe tiếng chân tôi bước vô, ông mới quay đầu lại nhìn. Gương mặt ông khủng khiếp lắm bà ơi. Kể đến đó thì toàn thân ông Đình trung lên bần bật. Bà Sanh cố gắng hỏi cái người đàn ông đó là ai, nhưng ông im lặng không nói cho bà biết. Cho quay sang nói với vợ: "Bà, ngày ngày mai bà mau tìm người thuê gấp, gấp trúc dời hết mộ của dòng họ qua bên khu đất nhà ông bá cho tôi. Tôi thấy nhà thờ tự ở đây không thờ được nữa rồi. Bà mau thu xếp làm cho nhanh nhanh nha." Bà Sanh nghe chồng nói thì bất giác trong đầu nhớ lại, không phải là chờ tới ngày ông thầy phong thủy trở lại rồi mới tiến hành cải táng mộ hay sao? Sao bây giờ chồng bà lại có vẻ khẩn trương muốn cải táng ngay lúc này chứ? Quay trở lại với thực tại, cả gia đình sau một lúc bàn bạc thì ông Định liền cho giải tán ai về phòng nấy. Riêng ông thì vẫn có chút gì thấp thỏm ở trong bụng. Ông đứng lên định đi về phòng thì chợt cảm thấy mắc tiểu, nhưng ngặt nổi cái nhà vệ sinh nằm ở gần khu nhà thờ tự. Ông có chút chần chừ. Nếu bây giờ mà ông gọi con trai mình ra đưa đi vệ sinh thì mặt mũi để ở đâu được nữa. Còn nếu kêu vợ dẫn đi thì lại bị mấy mụ cằn nhằn khó chịu lắm. Lúc bấy giờ ông Định không thể nhịn được nữa, đành nhắm mắt cắn chặt môi mà chạy ra nhà vệ sinh. Vừa vào tới nơi, ông liền kéo ống quần xuống xả ra một hơi. Trong người cảm thấy thoải mái dễ chịu, như trút đi được gánh nặng. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của ông như có ai đó điều khiển, làm cho ông phải nhìn về phía cái nhà thờ tự qua cái lỗ thông gió trong nhà vệ sinh. Dưới ánh trăng đêm soi sáng, cùng với tiếng gió lộng qua ô cửa phát ra những tiếng hụ hụ, bên ngoài bãi đất cỏ cây mọc tùm, từng tiếng con trùng kêu lên trả trích, ông Định thấy có một cái bóng trắng mờ ảo từ trong nhà thờ bước ra, đi lanh quanh đến những nấm mộ đang nằm lạnh lẽo trong mảnh đất nhà ông. Bên cạnh đó, từ phía xa xa ông còn thấy những đốm sáng lập lòe của những người đi cắm câu đêm, trông như những đốm lửa ma trời đang trêu đùa. Ánh mắt ông Định khi này vẫn chăm chú nhìn vào cái bóng trắng đó. Nó đang thẫn thờ bước đi lòng vòng quanh những ngôi mộ. Đi được vài vòng, cái bóng chợt đứng khựng lại trước một ngôi mộ đất trêu cỏ phủ dậy, che mất đi tấm bia mộ phía trước. Rồi nó lầm lũi khom người chui xuống dưới mộ. Trước khi biến mất đi, ông Định còn nghe được một tiếng cười trầm đục phát ra từ cái bóng đó, như đang trêu chọc ông vậy. Ông Định từ nãy tới giờ tự dưng cả người cứng đờ, hai mắt trợn lên kinh hãi, mồm há ra như á khẩu không nói được gì. Đến khi thấy cái bóng chui xuống mộ, ông mới có thể cử động lại được. Bèn vội vàng tới nỗi quên dội nước mà rửa tay, tung cửa chạy ngay vào trong nhà. Giờ này các con và hai bà vợ đều đã say giấc. Riêng ông từ lúc chạy học tóc vô, trèo lên giường, thì mỗi lần chợp mắt lại là cái hình ảnh kinh dị về người đàn ông đó một lần nữa hiện ra trước mắt. Cứ lo lắng trằn trọc không sao chợp mắt được. Mãi cho tới quá nửa đêm, ông Định mới mệt mỏi rồi chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, đúng như tính toán, phía sau khu đất mộ phần dòng họ nhà ông có khoảng hơn chục thanh niên cùng với ba người đàn ông già chuyên làm cái nghề cải táng thu gom hài cốt, đang gấp rút di dời hết mấy chục ngôi mộ nằm ở bên trong. Nhưng mãi tới cuối ngày, đám nhân công kia cũng chỉ mới làm xong được một nửa mà thôi. Lúc nãy tất cả mọi người ai nấy cũng đều mỏi nhừ, vì vừa phải đào xới bốc mộ, vừa phải vận chuyển qua khu đất mới. Ông Định vì không muốn trì quẩn mọi thứ còn đang dang dở, nên quyết định bỏ thêm một số tiền để có thể ngay trong đêm tất cả mộ phần dòng họ phải được chuyển hết qua khu đất mới mới yên tâm. Một số người thấy vậy có chút e dè, vì cải mộ vào ban đêm là một điều kiêng kỵ. Phần vì theo lý giải khoa học, nếu làm việc vào giữa đêm sẽ bị sương đêm hoặc khí lạnh ảnh hưởng tới sức khỏe.
Phần gì theo tâm linh thì khoảng khung giờ này là giờ hoạt động của người đã khuất, âm khí thịnh. Chẳng may làm kinh động tới người âm, bị họ quở trách, hoặc nghiêm trọng hơn là mang họa cho gia đình của mình. Ông Định thấy vài người còn đang do dự thì tức mình cắt lên. À, mấy đứa bày làm cái gì mà đứng thần đó đó vậy? Mau làm việc đi chứ. Có một ông lão lên tiếng nói thay. Dạ thưa ông, ông có thể chờ tới khi trời sáng rồi mới làm tiếp được không ạ? Con sợ làm ban đêm bất kính vì người đã khuất đó mà. Bà vợ hai nghe vậy cũng cho là phải, liền khuyên can chồng mình. Nhưng bà vợ cả chúng không ưa gì bà hai, liền gạt phăng lời ra, rồi khuyên chồng cứ cho tiếp tục công việc. Ông Định nghe bà cả nói có lý, liền đồng ý ra lệnh ngay. Nè, tụi bay cứ việc làm đi, cái gì bất kính chứ. Tao làm việc này không phải muốn tốt cho ông bà thôi. Dòng họ tao còn không sợ thì bay sợ cái gì? Tao sẽ trả thêm tiền, tụi bay cứ tiếp tục làm. Thằng nào không làm tao lôi lên huyện đường gặp quan, lúc đó đừng có trách tao đó. Người ta nghe ông hăm dọa như vậy, bất đắc dĩ mới phải làm theo. Riêng ông cụ Trấn khi này mới bước tới trước một ngôi mộ bằng gạch đã cũ kỹ. Ông vội chắp tay quỳ xuống khấn vái điều gì đó, rồi đành ngậm ngùi cho người phá dỡ cái đống gạch trên mộ đi, để bắt đầu đào xới. Ba bốn thanh niên cầm đuốc bắt đầu bổ từng lưỡi cuốc, cứ vậy cắm xuống đất rồi hất ra ngoài, cho tới khi bốn người kinh hãi treo lên ngôi mộ, chạy giọt ra. Nghe tiếng la thất thanh của bốn người thanh niên, tất cả mọi người đang làm việc xung quanh cũng bị giật mình ngừng lại, ngước đầu lên nhìn. Ông Định cùng hai bà vợ hoang mang cũng chạy lại xem có chuyện gì đang xảy ra. Ông cụ Trấn tuy đã ngoài 70 nhưng sức khỏe còn dẻo dai lắm. Cụ đang quỳ xuống một ngôi mộ gần đó khấn vái lầm trầm thì nghe tiếng la của bốn cậu thanh niên. Cụ vội bước nhanh tới, nắm lấy hai vai của đứa gần nhất cho hỏi. Nè, mày thấy cái gì mà la toán lên vậy? Ừ, có chuyện gì sao? Dạ ông ơi, dưới mộ có... Thấy anh ta ấp úng mãi nói không ra hơi, ông Trấn liền vội đẩy anh qua một bên, chạy lại cái huyệt mộ mà nhìn xuống. Những người xung quanh khi này cũng vừa tới, bất giác ai nấy mặt cắt không còn hột máu. Khi trông thấy dưới cái quan tài đã mục rữa, một đàn cá trê trắng đang giãy giụa tứ tung. Vợ chồng ông Định cũng vừa bước tới, chen nhóm người mà vào xem cho rõ hơn. Vừa thấy hiện tượng kỳ quái, cả hai bà vợ liền quay mặt đi chỗ khác. Còn ông Định gương mặt có chút tái nhợt. Ông không hiểu tại sao ngay cái mảnh đất khô cằn, không một chút bùn lầy, cách xa bờ sông, lại có đàn cá trê sống dưới huyệt mộ được chứ. Mà không chỉ riêng mọi người ở đây, ngay cả cụ Trấn làm cái nghề cải táng lâu năm cũng xem đó như một điều gì khủng khiếp lắm. Bản thân ông Định cũng có lần thấy hiện tượng cá trê sống trong mộ, nhưng đây là lần đầu tiên ông bàng hoàng khi thấy một đàn cá trê lớn tới như vậy. Phải chừng mỗi con nặng 5-6 kg, hoặc có con nặng tới 8-9 kg chứ chẳng ít. Trong khi mọi người quan mang chưa biết phải làm gì với những con cá trê trắng đó, thì bất ngờ mọi người nghe tiếng ông Định bật cười rồi nói. Tụi bay á, bước xuống bắt hết lên cho tao. Coi chừng mấy con này chắc thịt lắm đây. Đẻ lên, còn chờ gì nữa. Bất giác ai nấy cũng đều e dè, không dám làm theo. Ông Trấn cũng khúm núm đi lại chỗ ông Định rồi hồi hộp thưa. Dạ thưa ông, ông Định làm gì với mấy con cá này vậy? Ông cho con biết rồi để con lo liệu được. Tao bắt chúng lại để ăn dần chứ làm cái gì. Nhìn cái đám cá to quá trời như vậy đó, bỏ đi tiếc lắm. Cụ Trấn đột nhiên thất sắc, liền ra sức khuyên can ông Định không nên ăn những con cá trê này. Cụ cho rằng lũ cá này là điềm xui xẻo, cụ van nài ông nên phóng sinh lũ cá này đi. Nhưng ông Định nhất quyết không nghe. Bà Sanh đã bình tĩnh lại và không còn sợ nữa, lúc này cũng hùa theo chồng,
đòi bắt hết đàn cá trê đó. Ông Trấn đã khuyên can hết lời nhưng lực bất tòng tâm, ông đành nhẫn nhịn làm theo. Đoạn ông cùng với hai ông bạn của mình sắn quần lên cao, đi chân trần, cởi bỏ áo ngoài rồi nhảy xuống huyệt bắt từng con cá lên. Khi thấy bên ngoài cái quan tài không còn con nào nữa, ông Trấn mới cùng với hai ông bạn mở nắp quan ra. Và cả ba người lại được thêm một phen thất kinh, bởi dưới ánh sáng của cây đèn bão khá lớn rọi vào bên trong quan, họ nhìn thấy mấy con cá trê đang bò lúc nhúc ở bên trong, che lấp đi hết phần hài cốt của người đã khuất. Sau khi khấn vái và bấm bụng thì cả ba người đành bắt hết ra, rồi tiến hành công đoạn dọn rửa hài cốt và sang tiểu xong xuôi. Khi lấy cái quan tài đó lên, mọi người thảng thốt kinh ngạc khi phát hiện ra phần đáy của cái quan bị đục trỏng, thông với phía dưới đáy quan là một cái lỗ nhỏ kích cỡ bằng mấy cái lỗ cua. Và thế là từ đó không còn hiện tượng gì xảy ra nữa. Công cuộc di dời mộ phần diễn ra suôn sẻ cho tới khi gần sáng mới hoàn thành. Riêng ba nắm mộ đất đã được ông thầy phong thủy trấn yểm thì ông định vẫn để nguyên lại cùng với cái nhà thờ tự. Còn đàn cá trê sau khi bắt lên hết, ông định cho người đem thả xuống một cái ao bên hông nhà có giăng lưới xung quanh. Bên trên là một dãy cọc gỗ chắn ngang rất chắc chắn để bọn chúng không thể chui ra được. Hai bà vợ của ông Đình vì thức gần tới sáng theo chồng, lúc này đã có dấu hiệu mệt mỏi, xin phép quay dọc trong phòng nghỉ ngơi. Ông Đình vẫn còn chưa an tâm, ông cho người gọi phu xe đưa mình qua miếng đất nhà ông bá để xem công việc xây cất lại mộ phần như thế nào. Tới nơi, sau một lúc đi vòng quanh quan sát, ông thấy hài lòng. Đến khi trời sáng tỏ thì mọi thứ cơ bản đã gần hoàn thành. Việc còn lại là chỉ chờ thợ thầy viết tên họ lên bia mộ nữa là xong. Sau khi thưởng công cho tất cả mọi người, ông Định mới ra về. Và quả nhiên từ sau khi di dời phần mộ dòng họ đi, ông Định không còn có cảm giác bất an nữa. Ông có thể tự đi ra vườn một mình, tự đi vệ sinh mà không e ngại gì. Thế nhưng dường như mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Mãi cho tới một tháng sau, cơn ác mộng mới thực sự đến với nhà ông Định. Trong một buổi chiều nọ, khi thằng Đỡm đang chơi với đám nhóc trong làng ở gần bờ sông thì nó bắt gặp một ông lão, người ngậm rách rưới, khắp người tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Nó khó chịu ra mặt, đưa tay bịt mũi lại, miệng xua đuổi. Ê, cái ông ăn mày này, chỗ tôi đang chơi không tới làm gì, đi ra chỗ khác nhanh đi. Vừa nói, Đỡm vừa nhặt một khúc cây đánh vào người ông ta. Bất ngờ ông lão ăn mày đưa tay lên nắm lại khúc cây, rồi cười lên ghê rợn. Đỡm nghe giọng cười của ông ta thì hoảng hốt quay đầu lại, định gọi đám nhóc kia tới giúp mình, nhưng chẳng còn thấy đứa nào nữa. Tay ông lão ăn xin vẫn nắm chặt lấy khúc cây, nhìn nó với ánh mắt đầy căm hận. Thoáng chốc, nó thấy gương mặt ông ta đột nhiên chảy xệ, trôi hết đi những mảng da thịt đang thối rữa. Với một thằng nhóc 14 tuổi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó, làm sao mà không thất kinh hồn vía cho được. Lúc này bàn tay xương sẩu còn lại của ông ăn mày nắm chặt lấy vai, làm cho Đỡm không ngừng la hét dữ dội. Rồi bỗng dưng ông ta cất lên một giọng cười như vang từ cõi âm ti. Mày chết đi. Đỡm nghe lời nói đó thì hoảng loạn tột độ, nước mắt nước mũi chảy dài ra, miệng không ngừng van xin ông ta tha cho mình. Nhưng dù có khóc lóc như thế nào, nó cũng không thể tránh khỏi số phận bi thảm được. Tối đó ở trước hiên nhà, ông Định xe xe cái ống điếu một hơi khoan khoái. Thấy bà vợ cả của mình cứ lượn lờ, sốt ruột đi tới đi lui, ông Định bực bội hỏi. Nè,
Bà làm cái gì mà cứ tần ngần trước mặt tôi hoài vậy? Sao ông vô trong nhà đi? Ông ơi, từ chiều tới giờ tôi không thấy thằng Đổm đâu hết. Không biết nó có làm sao không nữa. Tôi lo quá ông à. Ông Định nghe vợ nói thì mới để ý. Quả thật từ chiều tới giờ ông không thấy thằng con trai đâu. Ông gọi con Nhàn thêm hai thằng gia đình nữa, kêu đi ra ngoài tìm kiếm thằng Đổm. Ba người xách đèn dầu tản ra ba hướng đi tìm. Nhưng mãi cho tới gần nửa đêm, cả ba quay về nhà báo lại là không tìm thấy nó. Bà Sanh nghe vậy thì hoảng hồn, khóc bù lu bù loa lên. Ông Định cũng lo lắm. Ông Định bụng sáng mai sẽ nhờ quan pháp cử lính đi tìm giúp. Con Trẹo ngồi bên cạnh mẹ, thấy đám người làm đi tìm không được thằng em, nó bực tức hống hách chửi rủa. Cái lũ ăn hại tụi bay, có mỗi cái việc đi tìm thằng em tao thôi mà cũng làm không xong nữa. Đúng là nuôi cả đám tụi bay á chỉ tốn cơm gạo thôi. Tía ơi, đánh tụi nó đi tía. Cả ba con người thấp cổ bé họng, sợ hãi khúm núm dạ thưa liên tục. Ông Định ngồi chiếm chệ trên cái ghế gỗ, bất chợt ông lên tiếng ra lệnh. Cả ba đứa tụi bay á, lập tức ra ngoài tìm thằng Đốm về cho tao. Chưa tìm được thì đừng có giác xác về đây, nếu không tao bắn bỏ đó, nghe chưa? Con Nhàn và hai anh thanh niên nghe xong thì sợ hãi phân dạ, lại tiếp tục chạy ra ngoài mà tìm kiếm. Hai mẹ con bà Hường cũng có mặt, theo dõi từ đầu tới cuối, nhưng biết không giúp gì được, đành lủi thủi đi vào phòng. Con Trẹo vẫn ngồi trên ghế, miệng lẩm bẩm chửi rủa cái gì đó không nghe rõ được. Ngồi được một lát, nó cũng đứng lên đi về phòng với mẹ của mình. Lúc bấy giờ bên ngoài chỉ còn lại ông Định. Từ khi biết thằng con trai mất tích, ông ta thoáng có chút bồn chồn. Nhưng biết tính nó vốn ham chơi từ nhỏ, ông nghĩ chỉ đơn giản rằng nó mải mê chơi ở đâu đó rồi quên mất giờ giấc mà thôi. Nhưng rồi cũng nhanh chóng lắc đầu bác bỏ cái suy nghĩ đó đi. Bởi dù nó có ham chơi tới mấy thì cũng đâu đến nỗi chơi tới tận nửa khuya mà vẫn chưa chịu về chứ. Ông Định cảm thấy bực tức, ông đứng lên, hai tay chắp sau lưng bước ra ngoài hiên trong ngóng. Một lúc sau, ông thấy mệt mỏi nên cũng mặc kệ không chờ đợi được nữa, liền quay bước vào trong phòng của mình. Bên ngoài tiếng gà gáy nhốn nháo báo hiệu một ngày mới đã tới. Ông Định cũng vừa lúc thức dậy, định ra nhà sau để rửa mặt thì từ bên ngoài có tiếng đập cửa hối hả. À, ông ơi, là tụi con nè, ông mở cửa cho con với. Nghe tiếng gọi cửa, ông Định định gọi với ra sau kêu con Nhạn, nhưng ông sực nhớ ra là đêm qua đã cho ba đứa đi tìm thằng Đổm, có lẽ chưa dậy. Thế là ông vội đi nhanh ra ngoài. Vừa ra tới sân thì thấy bà vợ hai đã thức dậy từ bao giờ, đang mở chốt cửa ra. Hai tên gia đình chạy vô thấy ông Định, mặt mũi chúng tái mét, bước nhanh lại chỗ ông, quỳ thụp xuống lo sợ nói: Ông ơi, cậu Đổm chết đuối rồi ông ơi. Bà Sanh từ trong phòng đi ra, nghe tiếng gọi cửa. Nhưng vừa ra tới hiên, bà nghe nói con mình chết rồi. Bà chợt thẳng thốt chạy nhanh tới, nắm áo một đứa đang quỳ mà hỏi lại: Mày nói cái gì? Ai chết vậy thằng kia? Dạ, bà ơi, cậu Đổm chết bên ngoài sông. Cậu chết được mười mấy tiếng rồi. Bà Sanh nghe tới đây thì ngã nhoài ra phía sau bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Bà Hường vội dìu bà ấy vào trong phòng. Ngoài sân bây giờ còn lại ông Định cùng với thằng Luận và con Trẹo. Hai đứa con mới vừa chạy tới kịp lúc, nghe người ở nói là Đổm chết đuối rồi. Ông Định sau mấy phút bàng hoàng đau thương, ông ra lệnh cho hai thằng gia đình dẫn đường. Thằng Luận và con Trẹo thấy vậy cũng vội chạy theo sau. Ra tới bờ sông, ông Định thấy có rất nhiều người vây quanh một chỗ. Một vài người thấy ông đang đi tới thì sợ hãi nhường lối cho ông tiến vô. Lúc này ở trước mặt ông Định, thi thể đứa con trai nhỏ đã bị trương phình lên, làm sức ra cái cúc áo, lộ ra lớp da cùng với gương mặt trắng bệch. Bên cạnh là con Nhàn đang được hai người phụ nữ đánh gió cho tỉnh lại.
Con trèo thấy xác thằng em mình thì bất giác khóc lóc, ngồi thụp xuống mà ôm lấy cái thi thể lạnh toát của Đẫm. Bất thình lình máu từ miệng, tai và mũi của thằng nhỏ chảy ra ồ ạt, làm con trèo hốt hoảng buông xác em mình ra mà lùi về phía sau. Từ phía xa, người của Lý trưởng đang chạy tới. Trước lúc ông định tới đã có người chạy về để báo tin cho ông Lý. Ông Lý sai người kiêng xác thằng Đẫm về sân đình. Sau khi làm thủ tục kê khai giấy khai tử, ông Định mới có thể đưa xác con về nhà để mà an táng. Con Nhàn từ lúc phát hiện ra xác thằng Đổm cho tới giờ nó mới hồi tỉnh lại. Vừa thấy ông Định, nó lập tức gọi với tới. Ông Định đang bước đi, bị tiếng gọi của nó làm cho giật thoát người. Khi ông quay lại thì thấy con Nhàn đang lo lắng chạy đến. Chợt nó ngồi thụp xuống, níu lấy ống quần của ông mà hồi hộp nói: Ông ơi, cậu Đẫm bị ma gia bắt hồn đó không à? Ông Định cùng những người dân xung quanh nghe con Nhàn nói vậy, ai nấy cũng rùng mình, quay đầu nhìn ra bờ sông, ánh mắt lấm lét sợ hãi. Tuy vậy, với bản tính hung hăng sẵn có, ông gạt đi lời con Nhàn, rồi đưa gương mặt hầm hầm nhìn đám người trong làng. Thấy ông có biểu hiện giận dữ, cả đám người liền tản đi ra ruộng để làm tiếp công việc của mình. Còn lại ông và hai tên gia đình, lúc này ông mới lên tiếng hỏi lại: Lời mày nói có thật hay không? Mày mà dám nói sằng bậy, coi chừng cái lưỡi của mày đó. Dạ, thưa ông, con nói thật, không phải là con nhìn lầm đâu ông. Cậu Đẫm á, thiệt sự là bị ma gia bắt hồn rồi đó. Rồi nó bắt đầu kể lại sự việc đi tìm xác của thằng Đổm. Rạng sáng nay, con Nhàn đi dọc các thửa ruộng để tìm kiếm mà vẫn không thấy thằng Đổm đâu. Thế rồi nó liền mon men đi tiếp dọc bờ sông, nơi có đám lục bình trôi bập bệnh. Đang đi thì bất giác nó nhìn thấy một bóng người đen ngòm đang ngồi xổm trên hai cây cột chống ở ngoài bờ sông. Lúc đó trời còn tối lắm, dù tay của nó đang cầm cây đèn khá lớn, nhưng vì khoảng cách giữa nó và cái bóng không đủ để trông rõ người đó là ai. Nó cảm thấy thắc mắc, vì giờ này khuya rồi, người đó còn ngồi ngoài bờ sông làm cái gì? Nghĩ đoạn, con Nhàn vừa tiến lại gần, vừa buộc miệng cất tiếng hỏi. Nhưng đáp lại nó chỉ là một sự im lặng tới đáng sợ. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng 5 thước, thì bất ngờ cái người đó nhảy xuống sông. Cú nhảy mạnh tới nỗi nước bắn lên tung tóe văng tới chỗ con Nhàn. Con Nhàn liều mình chạy lại đó xem, nếu chẳng may người kia nghĩ quẩn thì còn biết cách mà giúp đỡ. Nhưng khi nó chạy lại gần hai cây tre, soi đèn xuống dưới đám lục bình, thì bỗng chốc nó thất kinh la toáng lên rồi ngồi ngất liệm đi. Vì nó thấy một bóng người đen ngộm đang ôm lấy xác của thằng Đổm. Người đó còn há cái miệng đỏ lợm, nhìn thẳng về phía nó rồi cười lên điên dại. Kể đến đây, con Nhàn ôm mặt khóc lóc vì cái hình ảnh đáng sợ hồi sáng này. Ông Định nghe xong thì vẫn còn bình thản lắm, phải nói là vẫn dưng thì đúng hơn. Vì ông không tin rằng con mình bị ma gia bắt hồn, ông nghĩ là con Nhàn tưởng tượng ra mà thôi. Dù cái chết của thằng Đổm thì đến bây giờ ông vẫn không sao hiểu được. Đứng tần ngần một lúc, ông cũng mặc kệ con Nhàn đang ngồi dưới đất lo sợ, liền quay bước đi nhanh về nhà để lo tang sự cho đứa con trai xấu số. Đám tang của thằng Đổm được tổ chức tương đối lớn. Sân trước vườn sau, tiếng kèn tang ma vang lên liên hồi. Một số người quen của ông Định như ông Lý, ông Chánh đang tại chức hoặc đã mãn nhiệm dẫn đến phân ưu cùng gia đình của ông. Đặc biệt còn có ông Quang Ba đích thân đến phúng điếu. Ông Định lấy làm hài lòng lắm. Riêng bà Xanh thì khóc lóc dãy dụa bên cái quan tài của con trai. Bà Hường và hai ba bà vợ của các quan phải lôi kéo khuyên lơn mãi, bà mới chịu đi lại cái bộ dáng mà ngồi xuống. Con Nhàn thì ngồi bên cạnh quan tài, tay châm lửa, liên tục đốt giấy tiền vàng mã. Đám tang cứ thế, bên ngoài kẻ cười, bên trong người khóc,
thay phiên nhau nhốn nháo cả lên. Đến tối thì khách mới vãn đi giận, chỉ còn lại những người đánh kèn thổi sáo túc trực bên cạnh quan tài thôi. Ông Định cùng hai bà vợ đang bàn bạc xem ngày nào để chôn cất đứa con trai. Còn con Trẹo thì từ cái lúc cốc lốc khi thấy xác của em trai cho tới khi đem xác thằng Đỡm về, nó trở nên dửng dưng đến lạ, không khóc nữa. Cả buổi đi ra đi vô chơi đùa với đám bạn cùng địa vị và tính cách giống như nó. Khi trời bắt đầu tối đi, đám bạn con Trẹo cũng về nhà hết. Thấy người ngợm nóng bức, con Trẹo mới đi ra nhà sau để tắm rửa. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, con Trẹo bỗng nghe một tiếng cười lanh lảnh sau cái bụi chuối trong mảnh vườn nhà. Nó hoảng hốt quay đầu lại nhìn thì không thấy ai cả. Vốn bản tính sợ ma, bất giác nó chắp tay lại, miệng khấn vái: Tôi xin... Không! Nó vừa mới khấn thì bất chợt có một giọng nói hét vang lên. Trẹo giật mình mở mắt, từ từ lùi ra phía sau, miệng miếu máu tiếp tục cầu khấn. Nhưng một lần nữa tiếng không lại vang lên. Lần này tiếng đó nghe có vẻ rất giận dữ. Trẹo hoảng loạn định quay người chạy vào trong nhà thì nó chợt nhìn thấy phía ngoài bụi chuối có nhân dáng một phụ nữ đứng quay lưng lại về phía nó. Dáng dấp người kia tựa như bà Sanh. Thế vậy nó cất tiếng hỏi: Má làm gì ngoài đó vậy? Có phải lúc nãy má vừa nói không? Trẹo vừa dứt lời thì cái người phụ nữ kia đứng im không nhúc nhích, mà lại trả lời với giọng dứt khoát: Ừ. Tiếng ừ phát ra bỗng chốc làm cho nó sợ hãi, người run lên bần bật. Vừa lúc đó cái đầu của người phụ nữ từ từ quay hẳn lại phía sau, tiếng xương phát ra kêu răng rắc đến lạnh người. Điều đáng sợ hơn là cả cái thân người của ả ta vẫn không xê dịch một chút nào. Con Trẹo miệng há hốc, ánh mắt lạc thần nhìn người phụ nữ ấy, máu loang lổ một bên mặt, bên còn lại thì bị phân hủy trơ xương, vẫn còn được một chút da bám dính vô. Hồn ma người phụ nữ cứ bật lên cười khanh khách đến lạnh lẽo. Con Trẹo không còn giữ được bình tĩnh, miệng nó la hét, vùng lên bỏ chạy vào trong nhà. Tiếng la của nó làm cho mọi người đều phải giật mình. Ông Định và hai bà vợ chạy tới hỏi xem có chuyện gì. Bà Sanh thì lo lắng sợ hãi hơn cả. Đứa con trai vừa mới mất, nay đến lượt đứa con gái, không biết có gặp chuyện gì hay không. Vừa chạy lại ôm con Trẹo, bà hỏi ngay: Nè, có chuyện gì vậy Trẹo? Bây làm sao vậy? Có chuyện gì nói má nghe coi. Bây bình tĩnh lại, ông sao rồi, có má đây nè. Vừa trấn an, bà vừa lấy khăn tay lau mắt mũi cho con. Lúc này Trẹo mới tỉnh táo được đôi phần, liền chỉ tay ra phía sau, miệng lắp bắp nói: Dạ, sao nhà có mà đâu mà. Mọi người đang súng lại nghe Trẹo nói có mà, bất giác ai cũng cảm thấy hoang mang. Riêng ông Định thì trong bụng có chút chột dạ. Ông thầm nghĩ trong đầu rằng có khi nào là vong hồn ông ta lại hiện về nữa hay không. Nếu là vậy thì bây giờ mình phải làm sao đây? Kiểu này chắc ông phải nhờ một người thầy dạy trấn yểm thêm một lần nữa rồi. Nếu cứ để ông ta quấy trại mãi ở đây thì làm sao mà ở được. Ông liền cho gọi hai tên gia đình đêm nay vào trong phòng ngủ với ông. Cả hai nghe vậy cũng lấy làm thắc mắc, nhưng vì sợ cái uy của ông nên không dám hỏi nhiều. Sau khi thấy con Trẹo tỉnh táo trở lại, bà Sanh mới cùng vào trong phòng với nó. Bà Hường lúc nãy nghe con Trẹo nói là có ma, bất chợt làm bà liên tưởng tới cái bóng người quỷ dị mà bà gặp ở ngoài ruộng khi trước. Bà liền tiến lại gian thờ thắp nhang, chắp hai tay, miệng khấn vái liên hồi. Khấn xong, bà cũng không dám về phòng một mình, liền nói với ông Định để bà cùng với những người đánh kèn ở ngoài này trông giữ quan tài, bảo ông cứ vào phòng nghỉ đi. Thằng Luận khi nghe mẹ nói thì cũng làm cho nó hoang mang,
không dám trở về phòng. Vậy là ngay đêm hôm đó, ông Định cùng với hai tên gia đình đi vào bên trong. Bên ngoài thì mẹ con bà Hường nằm ngủ trên cái bộ ngựa kê ở góc nhà. Trước khiên thì bốn người đánh kèn trải tấm chiếu, nằm co cụm lại say sưa. Giữa nhà chỉ còn cái quan tài lạnh lẽo, khói nhang tỏa ra nghi ngút giữa cái không gian tĩnh mịch của đêm đen. Sau khi đưa quan tài thằng Đổm vào nghĩa trang của dòng họ để chôn cất, chiều hôm ấy nhà ông Định làm tiệc cảm ơn các quan và những người đưa tang. Đến gần tối thì tiệc tàn, con Trèo được bà Xanh đặt riêng cho một bàn để nó tiếp đãi bạn bè. Ăn uống gần xong, nó cảm thấy mắc tẹ, nhưng sực nhớ lại hồn ma của người phụ nữ đêm qua làm cho nó có chút hoang mang. Vậy là nó liền rủ thêm một đứa nữa đi chung. Đi tới nhà sau, nó bảo đứa bạn chờ ở đây, rồi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, nơi có thể nhìn thấy cái nhà thờ tự gần đó bị bỏ hoang từ lúc ông Định cho di dời phần mộ của dòng họ qua khu đất mới. Con Trẹo lúc này cũng không biết rằng cái chết đang tới gần với nó. Vào nhà vệ sinh được một lúc thì bỗng nó nghe văng vẳng bên tai có tiếng gọi: "Trẹo ơi, đi ra với má đi con." Một giọng nói như sâu thẳm xoáy vào tai của mình. Bất giác như người bị thôi miên, nó liền bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt hướng về phía cái nhà thờ tự. Từ bên đó nó thấy bóng dáng một người phụ nữ rất giống mẹ của nó đang vẫy gọi như thúc giục nó nhanh tiến lên. Thấy vậy, ánh mắt nó bỗng trở nên vô hồn, bước chân đi theo bóng người ấy vào sâu mảnh đất bên trong đang chìm dần trong bóng tối. Ở bên ngoài nhà lớn, ông Định cùng hai bà vợ vừa đưa tiễn khách ra về thì quay lại bàn trao đổi một số việc. Bất ngờ từ nhà sau, đứa bạn của con Trẹo gương mặt tái mét chạy ra hô hoáng: "Mọi người ơi, con Trẹo bị bắt rồi." Vợ chồng nghe tiếng la thì vội đứng dậy nhìn vào bên trong, thấy con bé chạy ra. Biết nó là bạn con Trẹo, bà Xanh lo lắng chạy tới hỏi ngay: "Hả, bày nói cái gì? Con Trẹo bị sao?" "Dạ, Trẹo nó bị ma bắt đi rồi." Bà Xanh ngơ ngác, chưa hiểu lời của nó nói là cái gì. Thì nó liền kể. Trong lúc nó đứng chờ, bỗng dưng nó thấy con Trẹo đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng không đi về phía nó, mà quay hướng đi vào phía mảnh đất phía sau nhà. Nó liền gọi với theo, nhưng con Trẹo như không nghe được, cứ cắm đầu đi về phía kia. Nó mới hoang mang chạy lên, định lôi con Trẹo đi vào trong nhà, thì chợt nó đứng khựng lại khi nhìn thấy bên trong mảnh đất có gương mặt của một người đàn ông lập lòe và trông thật khủng khiếp. Một nửa mặt máu chảy loang lổ ra, phần còn lại chỉ là một lớp xương sẩu nhầy nhụa. Nó chết điếng mất vài giây nhìn cái gương mặt quỷ đó, rồi theo phản xạ liền la hét quay người bỏ chạy đi. Cả nhà ông Định nghe tới đây thì mặt mày ai nấy cũng đều thất sắc. Vừa chôn cất thằng Đổm xong, không lẽ bây giờ lại tới lượt con Trẹo hay sao? Bà Xanh nghe xong liền lao thẳng ra nhà sau. Bà chạy nhanh tới nỗi trớt mất chiếc guốc bà cũng mặc kệ. Cả nhà ông Định vội vã theo sau. Khi này ai cũng lo lắng hồi hộp. Hai ba cây đèn đuốc sôi sáng khắp miếng đất, gọi to tên con Trẹo, nhưng không có một tiếng trả lời. Bỗng dưng mọi người nghe tiếng của một tên gia đình la toáng ở sâu trong vườn. Tất cả chạy theo tiếng la ấy vào bên trong. Lúc này theo hướng tay thằng gia đình đang chỉ lên cây xoài cổ thụ, tức thì đồng loạt những tiếng la hét thất thanh vang lên giữa mảnh đất hoang vu đầy âm khí. Ở trên cây, con Trẹo treo mình chết từ bao giờ, thân người của nó đung đưa qua lại theo từng cơn gió. Ông Định ngước lên
mà mặt cắt không còn một hột máu. Bà Sanh mẹ nó thì nằm vật vã dưới đất khóc than không ngớt. Hai người gia đình liền trấn tĩnh lại, vội trèo lên cắt sợi dây đưa con Trẹo xuống. Bà Hường từ khi biết tin thằng Đổm chết, nay lại tới lượt con Trẹo, bất giác làm cho bà kinh sợ, nắm chặt lấy tay thằng Luận con mình. Thế rồi ngày hôm sau, một nắm mộ nữa được lập ra bên cạnh mộ của thằng Đổm. Bà Sanh khi này thần trí bất ổn, suốt ngày ngồi bên mộ của hai đứa con mà vật vã than khóc không chịu về nhà. Ông Định bèn để hai tên gia đình lại và thuê thêm một người ở lại giữ trong bà, rồi ông quay trở về. Ở nhà ông thấy chán nản, đứng ngồi không yên. Đến trưa thì bầu trời bỗng u ám xám xịt đến lạ thường, mây đen che kín khắp lối. Ông chợt thấy đói bụng cồn cào, mới sực nhớ ra là hôm trước nhà có bắt mấy con cá trê ở dưới mộ thả xuống dưới ao. Ông gọi con Nhạn bắt một con đem nướng trui. Con Nhạn vâng dạ, liền chạy ra bắt lấy con to nhất rồi đem vào trong bếp làm thịt. Ngồi trước khiên, ông xe xe cái ống điếu dài hơi thì thoáng giật mình bởi tiếng la của con Nhạn ở phía sau. Bực mình, ông liền chạy ra phía sau xem có chuyện gì, thì thấy con Nhạn đang ngồi thụp xuống đất, hai tay nó che mặt lại, miệng ú ớ không nói ra tiếng. Ông tiến lại gần nhìn vào cái rổ tre thì thấy con cá trê vẫn bình thường, đâu có cái gì lạ mà sao con người ở nó hoảng sợ như vậy. Ông quát lên, và tiếng quát đó mới giúp cho con Nhạn hồi tỉnh trở lại. Nó mới nói: "Ông ơi, con cá này là cá ma đó ông. Thôi con xin ông đừng có ăn nó mà. Lúc nãy con thấy cái đầu của nó là đầu người đó ông ơi." Cái gì? Mày nói con cá này có đầu người sao? Mày nhìn lại coi, có phải như mày nói hay không? Vừa nói, tay ông vừa ngoắt nó lại, chỉ vào cái rổ cá. Thì quả thật nó vẫn là một con cá trê bình thường, đang nằm thôi thốp. Được dịp, ông ta tự đắc nói: "Mày thấy chưa, có cái gì đâu, chỉ lo ảo tưởng thôi. Lo mà mần lẻ cho tao đi. Mày mà còn vẽ chuyện nữa đó thì coi chừng tao đó." Nói xong, ông ta quay bước đi ra nhà trước. Con Nhạn kia này vẫn chưa hoàn hồn, nhìn vào con cá có thoáng chút trùng mình, nhưng rồi nó cũng đành tặc lưỡi mà đem cá đi nướng. Trong khi ông Định đang ở nhà thì bà Hường gửi thằng con trai lên tỉnh cho người quen trông giúp. Còn bà tìm tới một ông thầy bùa, nghe nói ông mới từ An Giang sang đây sinh sống, cũng cao tay ấn lắm. Đến quá trưa, bà mới tới được nhà ông. Cũng giữa lúc bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa tầm tã. Bước nhanh tới cửa thì bên trong có một ông lão ước chừng đã ngoài 60, mở cửa ra như thể đang chờ đợi bà sẵn vậy. Sau một lúc tường thuật lại sự việc thì bỗng dưng gương mặt ông thầy tối sầm lại, tay đưa lên chống cằm như đang suy nghĩ một điều gì đó. Vài phút sau, ông mới nghiêm trọng mà hỏi: "Có phải trong ngày tảo mộ của nhà bà trước đó, gia đình đi vào ban đêm có đúng không? Và có hai cô cậu chơi đùa trong đó, làm tróc một miếng đất ở trên ngôi mộ, có đúng không?" Bà Hường nghe tới đây thì gương mặt chợt biến sắc. Chuyện đó không phải chỉ có gia đình bà biết thôi hay sao? Làm sao ông ta biết được? Thấy bà vẫn còn nghi ngờ, ông nói tiếp: "Tôi được biết trong phần mộ dòng họ của chồng bà đó, còn có ba ngôi mộ quan đang được trấn yểm. Nhưng cái người hại gia đình bà không phải là người trong ba ngôi mộ đó đâu. Dòng hồn đang ám hại nhà bà chính là cha chồng của bà đó." Bà Hường đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Giống dĩ trước kia, bà chỉ mới lấy ông Định được độ một năm mà thôi. Những chuyện trước đó bà không được nghe ông nhắc tới. Này, qua những lời này của ông thầy, bà liền tò mò hỏi: "Sao thầy biết rõ vậy? Những chuyện ngoài này ngoài gia đình con ra thì không có ai biết được hết á." "Tôi đây vốn dĩ
cũng đâu có biết được chuyện gia đình của bà như thế nào. Tất cả nhờ âm binh của tôi nói cho biết đó thôi. Bà Hường bất giác trùng mình, nhìn ngó xung quanh. Nhưng ông thầy liền trấn an rồi nói tiếp. Thật ra cái mộ bị tróc lớp đất kia là mộ của cha chồng bà. Theo tôi nghĩ, trước đó vợ chồng bà với ông ta có mâu thuẫn chuyện gì đó, nên sau khi ông già chết đi, chồng bà mới cho thầy dùng bùa trấn yểm lại. Nhưng mà không ngờ tới hôm nay lá bùa chôn ở dưới đất đó lại rơi ra ngoài. Quan hồng ông cụ mới thoát ra được, mà đi bắt từng người trong gia đình để trả hận. Đúng là quan nghiệt thôi. Bà Hường bây giờ mới hiểu được phần nào sự thật câu chuyện, bèn van xin ông tìm cách cứu giúp gia đình của mình. Nhưng ông chỉ biết lắc đầu. Ý trời rồi bà ơi, gieo nhiều nghiệp xấu, ắt phải đến một lúc phải trả lại thôi. Tôi đây chỉ có thể giúp được cho bà, chứ còn riêng chồng bà đó, thì dù tôi có muốn đi nữa, cuối cùng ông ta vẫn cũng phải trả nghiệp của mình. Đó là quy luật, tôi không lập trái được. Nói xong, ông liền đưa cho bà mấy lá bùa, bảo bà hãy đưa cho gia đình mỗi người giữ một cái. Còn riêng ông Định có vượt qua được hay không thì phải xem phần số của ông ta lớn hay là nhỏ. Bà Hường nhận mấy lá bùa từ tay ông thầy. Bà vội đặt mấy tờ tiền xuống đĩa, nhưng ông thầy chỉ lấy đúng một tờ rồi trả hết lại cho bà. Bà có năn nỉ nhưng ông nhất quyết không nhận thêm. Bà vội cảm ơn ông rồi tức tốc quay về nhà xem chồng mình như thế nào. Khi này ở nhà, sau một lúc chờ đợi thì con Nhàn cũng đem lên một mâm cá trê nướng chuối mỡ hành thơm phức, nóng hổi. Bên cạnh là chén nước mắm me cùng với bánh tráng và rau thơm các loại. Đoạn nó lủi ra nhà sau, chỉ còn mình ông Định. Khi thấy món cá trê nướng trên bàn, bụng ông liền sôi lên dữ dội. Không chờ đợi thêm, ông cầm đũa lên lóc từng miếng thịt cá ra, cuộn vào bánh tráng rồi ăn một cách ngon lành. Ăn được hơn nửa con, lúc này ông Định chợt thấy bụng của mình đau lên quằn quại. Kẻ đưa hai tay ôm bụng, ông la hét gọi con Nhàn đi tìm thầy thuốc vậy. Con Nhàn lại hốt hoảng nghe lời ông, chạy nhanh đi. Chỉ còn một mình ông Định ở trong nhà, ông gắng gượng bước lại cái tủ thờ, lấy chai dầu đổ hết ra, thoa khắp bụng của mình, rồi lại bước nhanh tới ghế ngồi xuống. Toàn thân ông vã mồ hôi, miệng thở hổn hển. Bất giác ông thất kinh khi thấy con cá trê trên bàn bị ăn quá nửa cái đầu của nó. Lúc này không còn là con cá trê nữa, mà là một cái đầu người. Nhìn kỹ lại, ông chợt hét toáng lên, ngã ra phía sau, ôm bụng giãy giụa đau đớn. Vì cái gương mặt ở trên cái mâm đó chính là cha ruột của ông. Thì ra ông già không phải chết bất đắc kỳ tử, mà chính ông Định đã nhấn chìm ông cụ ở dưới nước cho đến chết đi, để mà hòng chiếm đoạt hết sản nghiệp về làm của riêng. Cho ông bỏ ra một số tiền lớn để bịt miệng quan trên, hòng che giấu đi tội ác của mình. Ngay lập tức lập ngôi mộ ông cụ, kèm theo một lá bùa trấn yểm trong hồn của ông. Tuy ông ta không tin lắm vào chuyện ma quỷ báo quán, nhưng cẩn tắc vô ai nấy, để phòng ngừa, ông ta mới âm thầm mời thầy về trấn yểm. Ở dưới sàn, ông Định lăn lộn dữ dội, chợt bụng của ông phình to như một quả bong bóng. Vừa lúc đó, ông lại thấy con cá trê phóng lên thành ghế, đưa cái đầu dị hộm của ông già nhìn ông rồi cười lên đầy quỷ dị. Định à, cha con ta lại gặp nhau rồi. Đi thôi, mày mau đi theo cha đi con. Ông cụ vừa dứt lời, ông Định la lên một tiếng thất thanh rồi nhanh chóng liệm đi, không còn biết gì nữa. Khi trời chập choạng tối, bà Hường cũng về tới nhà. Vì sau cơn mưa trên đường lầy lội, khó khăn lắm mới về được nơi. Vừa lúc đó con Nhàn cũng dắt theo một ông thầy thuốc. Nó bảo là ông bị đau bụng, cho nên mời thầy về bắt mạch.
Thế là cả ba liền nhanh chóng rảo bước vào bên trong. Vừa tới nơi thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt của ba người, làm cho bà Hương và con Nhàn hoảng loạn, mặt mày tái mét mà hét toáng lên. Ông thầy thuốc thì mắt trợn ngược, miệng cứng đơ khi nhìn thấy xác ông Định nằm sõng soài dưới đất, bụng bị rách toạc ra, nội tạng vương vãi hết cả ra bên ngoài. Kể từ sau cái chết của ông Định, mấy ngày sau tới lượt bà Sanh cũng qua đời ngay bên cạnh nắm mộ của hai đứa con. Riêng mẹ con bà Hường thì may mắn thoát được, không phải chịu chung kết cục bi thảm như hai người kia. Có lẽ nhờ tấm bùa mà ông thầy cao tay kia cho, hoặc cũng có thể là cho mẹ con bà ăn ở hiền lương, nên những người trong nhà này, và có thể là cha chồng của bà, đã báo thù đủ, chừa lại cho dòng họ một đứa con trai để duy trì nối dõi, nên mẹ con bà mới thoát được. Từ đó về sau, bà Hường cùng với cậu Luận tiếp quản cái gia sản, hàng năm luôn phát chẩn, ban bốn tâm đức, làm từ thiện giúp đỡ những người nghèo khổ. Cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi mà không có chuyện kinh dị hay ma quái nào xảy ra nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đêm Tảo Mộ của tác giả Phương Quyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm thật an lành.